bay vọt xa trong tình huống vừa rồi. Dứt điểm vào, người ghi bàn đó là Hoàng Vũ Sam Sơn. Trong hiệp 1, chúng ta thấy hàng phòng ngự của BKB Bình Dương đã thi đấu bất cẩn. Và bây giờ hiệp 2 cũng vậy. Ngay đầu hiệp 2, Hoàng Vũ Sam Sơn đã mở tỷ số cho câu lạc bộ Thanh Hóa ở phút thứ 47. Một pha dứt điểm rất nhanh của Hoàng Vũ Sam Sơn. Và trong pha dứt điểm này thì thủ môn Phạm Văn Tiến đã không thể giúp cho BKB Bình Dương. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha dứt điểm rất tốt của Hoàng Vũ Sam Sơn. Một pha bắt vô lề ngay trên không và bóng đi xoáy lượn vào góc cao. Thủ môn Văn Tiến đã phải bó tay. Hàng hậu vệ của câu lạc bộ BKB Bình Dương. Trận đấu muộn nhất của ngày hôm nay vào lúc 19:15 thì Sài Gòn sẽ tiếp đón câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định trên sân nhà. Lê Văn Thắng, cầu thủ giáp đã về can thiệp nhưng vào đây dứt điểm không vào. Đó là pha dứt điểm của Lê Phạm Thành Long. Ngay đầu hiệp 2, các cầu thủ Thanh Hóa đã có một tình huống nguy hiểm về phía khung thành của BKM Bình Dương. Pha dứt điểm bóng đi rất căng nhưng rất tiếc cho Lê Phạm Thành Long là trái bóng đã bay vọt xa trong tình huống vừa rồi. Dứt điểm vào, người ghi bàn đó là Hoàng Vũ Sam Sơn. Trong hiệp 1, chúng ta thấy hàng phòng ngự của BKB Bình Dương đã thi đấu bất cẩn. Và bây giờ hiệp 2 cũng vậy. Ngay đầu hiệp 2, Hoàng Vũ Sam Sơn đã mở tỷ số cho câu lạc bộ Thanh Hóa ở phút thứ 47. Một pha dứt điểm rất nhanh của Hoàng Vũ Sam Sơn. Và trong pha dứt điểm này thì thủ môn Phạm Văn Tiến đã không thể giúp cho BKB Bình Dương. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha dứt điểm rất tốt của Hoàng Vũ Sam Sơn. Một pha bắt vô lề ngay trên không và bóng đi xoáy lượn vào góc cao. Thủ môn Văn Tiến đã phải bó tay. Hàng hậu vệ của câu lạc bộ BKB Bình Dương ở trong trận đấu này đã thi đấu không tốt. Họ luôn có những tình huống chuyển